Được quảng bá với một poster và phần giới thiệu nội dung khiến người xem phải liên tưởng ngay đến ác quỷ ma sơ Valak của vũ trụ kinh dị The Conjuring. Liệu Pray for the Devil hay Mùa Quỷ Dữ có làm tốt được vai trò của mình hay không? Hay đây chỉ là một tác phẩm ăn theo rẻ tiền và kém cỏi không thôi? Vậy nên, để cùng tìm hiểu xem phim có gì hay và hấp dẫn, ngay bây giờ sẽ là bài review về Pray for the Devil. Mùa Quỷ Dữ bắt đầu với câu chuyện xoay quanh một nữ tu có tên là An tại trường công giáo St. Michael de Anjago. Nhiệm vụ của sơ An tại đây là chăm sóc và quan tâm đến những nạn nhân từ các vụ quỷ nhập, từ nhẹ cho đến nghiêm trọng. Tuy nhiên, giữa lúc mà bối cảnh đang ngày càng leo thang bởi nạn nhân từ các vụ quỷ nhập đang trở nên ngày một nhiều, sơ An đã quyết định thực hiện một điều không tưởng, đó là tham gia vào các buổi dạy trừ tà dành cho các cha xứ, điều mà trong nhiều thập kỷ qua chưa từng có ai thực hiện. Đó cũng là lúc mà sơ An phải đối mặt trực tiếp với con quỷ đã đeo bám bản thân trong suốt những năm tháng tuổi thơ, thứ đã trực tiếp lấy đi mạng sống của mẹ cô, và từ đây, một số góc khuất trong cuộc đời của sơ An cũng chính thức được hé lộ. Với một kỳ vọng vô cùng thấp mà mình dành cho phim, bởi hầu như mọi thứ được dùng để quảng bá cho nó đều khiến mình nghĩ rằng Mùa Quỷ Dữ chỉ là một tác phẩm ăn theo mà thôi. Xong, phim đã phần nào đó làm tròn được vai trò hù dọa và đem tới một trải nghiệm khá ấn tượng về chủ đề kinh dị lần này. Nhờ việc tập trung đánh mạnh vào các vũ trừ tà, phim đã khéo léo truyền tải và làm rõ ra hết mọi khía cạnh của công cuộc tâm linh, được ví như đi đánh trận này của các cha xứ. Từ rủi ro cho đến những hậu quả mà cuộc trừ tà đem lại, mọi thứ đều được làm khá chỉnh chu để đem đến một trải nghiệm khá mới mẻ về thể loại ma quỷ lần này. Tuy nhiên, Mùa Quỷ Dữ lại có một cách kể chuyện không mấy phù hợp dành cho nhân vật trung tâm là Sơ An. Với lối khai thác song song giữa hiện tại và quá khứ, Pray for the Devil đã thất bại trong việc giúp người xem đồng cảm và hiểu rõ hơn về nhân vật chính. Các cảnh flashback của phim thực sự khá đáng quên bởi nó bị lặp đi lặp lại quá nhiều và thiếu điểm nhấn. Điều này dẫn đến việc là hơn 30 phút đầu tiên của phim đã được diễn ra với một nhịp độ không chỉ chậm mà còn rất nhàm chán. Mùa Quỷ Dữ cũng không may mắn đến mức sở hữu cho mình những tên tuổi sáng giá, hòng níu giữ lại cảm xúc của người xem khi theo dõi phim. Nữ chính Jacqueline Byer trong vai Sơ An chỉ có màn thể hiện dừng lại ở mức tròn vai chứ không quá đột phá. Điểm cộng lớn nhất mà Pray for the Devil có thể mang lại chính là các khoảnh khắc cao trào mà bộ phim sở hữu. Phim có cho mình tầm 3 đến 4 cảnh trừ tà, và thật may khi cảnh phim nào cũng được dựng lên khá chỉnh chu và có cho mình những sự đáng sợ riêng. Mỗi cuộc trừ tà diễn ra trong Mùa Quỷ Dữ đều có cho mình một bối cảnh và một cách thức khác nhau, lúc thì dồn dập, kịch tính, lúc thì huyền bí và tạo ra được nhiều sự thấp thỏm trong lòng khán giả. Nhưng nhìn chung thì các cuộc trừ tà này đã phần nào đó khỏa lấp đi những khoảng lặng đáng quên trước đó mà bộ phim đã đem lại. Để mà so sánh tổng quan với các bộ phim đi trước, mình đánh giá Pray for the Devil đã đem tới một câu chuyện có chiều sâu và sức nặng hơn The Nun một chút. Thậm chí, hình ảnh của phim còn hơn hẳn bộ phim riêng về Master Valak. Tuy nhiên, để mà xét rộng ra với các bộ phim kinh điển như Ám Ảnh Kinh Hoàng hay Quỷ Quyệt thì Mùa Quỷ Dữ vẫn còn thua xa bởi phim thiếu đi một người dẫn dắt thú vị và có tầm ảnh hưởng. Các nhân vật từ chính cho đến phụ trong Pray for the Devil đều thiếu sức sống, một màu và đập khuôn. Tóm lại, Mùa Quỷ Dữ chỉ là một bộ phim có chất lượng dừng lại ở mức trung bình khá mà bạn có thể lựa chọn và xem tại rạp nhân dịp Halloween đang gần kề sắp tới. Phim chỉ có khiến mình phấn khích và hài lòng đúng một điểm, đó là sự sắp đặt và bài trí các cảnh trừ tà được thực hiện tương đối xuất sắc và bù trừ được tốt cho yếu tố kinh dị của bộ phim. Còn về những vấn đề khác như cốt truyện thì dù phim vẫn có chiều sâu nhưng lại khá dễ đoán và không thực sự cuốn hút được người xem bởi sự lỏng lẻo trong cách xây dựng nhân vật và cách kể chuyện không mấy lôi cuốn. Còn các bạn thì sao? Mọi người đã xem Pray for the Devil hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mọi người ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà mình sẽ ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank all. No!